cái cứu chị bà bắn lên đầu tôi vậy nè. Cứu chị hút, cứu chị. Nè coi nè. Cứu chị. Cứu chị. Sáng bây giờ bà bị gì á, tôi chạy dí bà bắn tôi vòng vòng vậy. Kìa bà bắn mũi tên trong cái tay của mèo kìa mèo. Cứu chị hút ơi. Đó, cứu chị. Như vậy nè, nó sẽ an toàn hơn cho cái việc mà chúng ta sống ở trên đây. Mấy lần trước á là mình chơi nước với lava là mình toàn đi chặt cây, lấy gỗ để mình đèo lên nóc nhà đúng không? Lần này thì mình sẽ thay đổi cái thể lệ cuộc chơi một tí xíu, là chúng ta sẽ dùng cái máy bắn này để bắn mình tự đi lên, không chặt cây tháo hết. Không chặt cây nữa mèo ơi, không có chặt cây nữa. Bây giờ chặt cây là xưa rồi mèo. Đúng rồi, chặt cây là xưa. Coi nè, tôi treo bà ba đa lên tôi quánh ba nè. Chết ngắt luôn kìa, ngu không? Rồi hút, bây giờ mình có đào cái lỗ cho coi bedrock không hay là sao? Bây giờ chúng ta sẽ đào một cái lỗ xuống dưới đây để nghiên cứu xem bedrock chừng nào nó lên mèo. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi là 5 giây bedrock sẽ dâng lên một lần nha mấy bạn. Bedrock kỳ này nha, dâng lẹ lắm nghe chứ không phải như nước đâu nha mèo. Cẩn thận nha, okay. Chúng ta mình sẽ đào xuống á. Từ từ đào đúng nhanh luôn mèo ơi. Nè, bedrock sẽ dâng từ chưa. Hình như tôi thấy gần tới rồi đó. Một. Nè tới nè, rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy đó nè. Ok, thấy rồi, thấy rồi. Bây giờ mình đào lên. Giờ nhìn cái mặt của ông bây giờ còn bedrock vậy. Từ từ bedrock nè đó. Đây là cái đầu bedrock nè. Cái đầu bedrock đang bay lên kiểu bạn thấy không? Chéo. Chúng ta sẽ cho 5 giây bedrock sẽ dâng lên một lần. Và chúng ta sẽ tranh đấu và coi ai là người sống sót cuối cùng mèo ha. Đúng rồi. Lẹ lên. Tôi sẽ là người sống sót cuối cùng mèo, chị Bada sẽ là người chết. Ôi, nó dâng lên chưa hút, ông chuẩn bị chưa vậy? Điểm ơi, 1 2 3. Thấy rồi. Dâng lên mèo 4. Khoan, điểm lại là 1. Đó. Đó dâng lên. Bây giờ tôi sẽ đi chặt cây tiếp mèo ơi. Mình lấy một ít cây thôi bạn, mình lấy một ít gỗ thôi. Lần này chơi lấy gỗ thôi nha. Mọi người chỉ được quyền chặt một cây lớn thôi, đừng chặt nhiều quá nha. Mọi người chỉ được quyền chặt một cây hả? Vậy sao chịu nổi mèo, chết luôn á. Chặt một cây thôi, em có cái đồ bắn thôi mà, không đeo được. Rồi mọi người chặt một cây lớn thôi, đừng có chặt nhiều. Chặt nhiều quá mất công. Trời ơi, tôi chặt có một cây với mấy mèo chơi khôn mà chặt một cái cây bằng 10 cây rồi mèo. Mọi người chặt một cái cây thôi. Mèo thôi, đừng có tin lời mèo, chị Bada nó dụ mình cho mình chết đó chị Bada. Nó chặt một cây thôi mà nó chặt một cái cây bự như là cái nhà chị Bada. Ủa thì ông không bị chặt cây bự vậy? Chị Bada đừng có làm gỗ của em. Rồi, làm gỗ của em. Hút không được chặt nữa nha, hút không được chặt nữa nha. Ok, tôi không được chặt nữa đúng không? Bây giờ tôi sẽ sống. Tôi sẽ là người sống sót cuối cùng vì đến hút là con bờ rồi. Chị Bada, chị chặt được cây nào chưa? Mỗi người chặt một chặt cây nào nữa. Ủa hút, ông chặt cái cây cao nhất ở chỗ này hay gì vậy? Ừ, tôi chặt cây đó rồi. Từ cái cây cao không để sống, ông chỉ sao ông chặt cái cây cao đó vậy? Ông bị điên rồi. Trời ơi, mèo sống cái cây đó thì mèo sống đi chứ tôi đâu sống cây đó đâu. Chị nghĩ sao cây này nhỏ hơn cây em chặt thì em chặt ít xíu à? Nè. Bedrock dâng lên. Bedrock kìa, con bedrock này dâng lên. Nè, bedrock dâng lên này đó. Bedrock dâng lên. Đâu hai người lên cây đó.
Nè tôi lên cây này nè, trời ơi bếp đốc dâng lên đâu có sợ mèo ơi. Ôi bếp đốc dâng lên gần tới rồi. Chị Panda, chị có định trèo lên gốc cây nào không? Mình sẽ trèo lên gốc cây đó. Đó, mình sẽ bắn lên gốc cây trên đó, mình sẽ nu lên. Nè tôi gỉ mèo nè, nghe tôi gỉ mèo nè. Tui da mắc cười quá à. Ú, dính mèo rồi. Gỉ mèo. Ê đó, thả nó tha cho mèo đó, tha cho mèo đó mèo. Ok, mình sẽ lấy lóc ra đưa trước các bạn ơi. Lấy lóc là làm miếng gỗ. Mèo mèo Anna bắt đu lên cái mèo Anna bắt đu ngu kìa mèo mèo coi dưới này nè. Đâu có chị không? Ê tôi nghĩ vô đầu quá đó mèo. Cứu chị mà, chị chê gì vậy? Ủa cứu chị em đưa chị lên đó, chị chê gì? Có đưa lên đâu. Bà té xuống rồi, bà té xuống rồi, bà té xuống rồi. Ok các bạn, giờ tới đây mình sẽ đặt lóc luôn. Oh my god, oh my god, tôi xin chút nữa tôi tưởng tôi té rồi, thằng Linh ơi đáng sợ quá. Lấy mũi tên tôi bắn bả mèo ơi. Lóc lên các bạn ơi. Đây. Ở riêng cũng được. Mình sẽ ở riêng các bạn ơi, mình không nên ở chung với nhau đâu. Lần trước ở chung với nhau là mình thấy hậu quả của những người ở chung rồi đó. Mình sẽ sinh tồn lên cái đọt cây này các bạn. Đó, từ giờ cái đọt cây cao nhất khu vực này sẽ là của tôi. Ông muốn chứ ai nhỉ? À, té rồi ui da. Ui da. Ui da. Chị Bina, cái nhà của em, cái nhà đó của em chị Bina, của em. Cái khu này của chị, ai lên trước là người đó cũng. Rồi xong rồi em lên trước. Ai lên trước là của người đó chị Bina. Chị nghĩ sao chị đi tranh giành với Red Hood? Đang sắp lên rồi đó. Trời ơi trời, chị nghĩ sao chị cũng cần tranh giành được với Red Hood chị Panda. Chị xây cầu thủ bự hơn. Xây căn cứ quân sự ở đây là bự nhất. Chị kiếm cái cầu thủ bự hơn kìa, ghê không ghê? Ghê không ghê không? Chị kiếm cây cầu thủ bự hơn. Chị bị rối dây. Chết đây rồi. Đâu chị đang đâu? Nè, lên đây. Chị lên cái cây kế bên. Chị lên tới trên luôn á. Chị định lên cái cây kế bên em hay gì vậy? Em không cho chị lên cái cây kế bên em nha. Chị không nên lên cái cây kế bên em nào. Lên nóc nhà là bắt con gà. Ok, mình sẽ xây cái nhà mình tạm bỡ trên này đi các bạn. Chị bên đây nha. Ok, ok, ok. Ai cao hơn là người đó thắng, ai cao hơn là người đó thắng, ai cao hơn là người đó làm cha. Cha. Ông hết á. Ông hết á. Ai cao hơn người đó làm cha đó chứ. Này thì mày nè. Chị cao hơn được không? Chị nghĩ. Ôi, bé đâu lên kìa mèo. Ê là mẹ không giỡn nữa nghe, bé đốc lên rồi nghe, không được giỡn nữa nha. Giỡn mồi là chết ra. Em hứa em mà chết là làm sao là em nói cái nhà của chị là em cho nó nổ luôn á chị Panda. Ừ, bất cười quá. Sao bé đốc lên nhanh quá vậy? Thì bắn rồi Panda kìa. Bắn qua lại nào. Bắn tường lên bảo vệ mấy bạn ơi. Chị đến trước. Chị đi. Chị Panda đã rơi từ một độ cao á. Chị Panda. Câu bả kìa, câu bả kìa, câu bả kìa. Bé đốc này chị chết rồi à. Nè mà Panda đây nè mèo. Sao mà ông đưa Panda qua chỗ ông hả? Trời ơi, tại cho bả lên, bả không đỡ tội nghiệp bả mèo ơi. Hai người Rồi, chị Panda chị đi chỗ khác chị sống đi chị Panda, em không giỡn đâu chị Panda. Chị quá là chị sống. Ê đừng có bắn nghe, chết. Chết. Ô mèo nó bắn em vô đâu. Nó bắn em kìa. Chị chị Panda té xuống chết ngắt rồi. Kìa kìa, nó đang chạy vòng vòng dưới đó kìa. Rồi chạy xuống dưới đi, đó chị xuống dưới đi. Đâu có đưa lên, đâu có đưa lên nữa. Em phải diệt trừ chị Panda trước. Em phải diệt trừ hậu quả trước. Kìa bé đốc đè bắt kìa, bé đốc đè bắt kìa. Chạy đi chị Panda. Chạy đi chị Panda. Để bé đốc đè nữa mình mới. Đây là mèo nè. Đây là mèo đây. Đây là mèo. Đó 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 là giật kìa, giật kìa. Giật kìa, giật kìa. Rồi xong. Bé đốc lắp chị Panda lại rồi mọi người. Rồi khỏi đau ra luôn mèo ơi. Mình phải diệt trừ thêm một đối thủ nữa. Ồ hút ghê ta. Hút lắp hút lại hết luôn hả hút đi. Ê đừng bắt tôi. Đó 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 ngu ngu dở. Bắt dữ hả? Đừng bắt nữa. Giờ chung cái đầu đây. Leo 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 leo. Mình sẽ lắc lại mấy bạn ơi. Bà Panda bà đang móc dây lên kìa mèo. Bà đang đu dây lên kìa. Đâu bà Panda đâu. Mấy người biết phải cầu dây đó đu đu đu. Dài lắm chứ cầu dây dài dài lắm. Né ra đó. Sao chỉ còn vậy? Bà chết rồi, bà chơi hồi sinh mèo. Bà đang ra. Bà đu có đu cái nhà của ông kìa hết. Ông giải quyết bà đi. Đâu bà đâu rồi. Cứu chị với. Mẹ coi tôi. Lấy cái đầu tôi bắt cái đầu. Lắp không cho bà lên. Bây giờ mỗi người chúng ta chỉ có chặt được một cây thôi. Tôi sẽ bảo để dành lóc. Ông với bà Panda có để dành lóc. Ôi, chị tính bắn. Chị bắn em với chị Panda. Bắn mẹ đi chị Panda, bắn mẹ đi. Chị nở lần nào chị bắn em vậy? Em trời ơi, vậy là bình thường. Ôi, đó. Ủa, hai người đang làm gì nhà tôi vậy? Giờ có đi ra khỏi nhà tôi không? Đâu, không có làm gì hết á. Cho ông chết nè. Cho ông chết nè tôi. Lên xuống nhà tự nhiên đi. Bắn tôi hả chị Panda? Hai người đang làm gì vậy? Mèo à. Em có làm gì? Mèo nè. Tôi có làm gì hai người đâu. Bà coi bé đốc sắp đẻ chết vậy hả? Trời ơi. Trời ơi. Ủa tôi qua nhà bà tôi. À tôi chiếm được da của mèo đây. Chiếm được da của mèo đây. Chiếm được da của mèo đây. Chiếm được da của mèo. Chiếm được da của mèo đây. Mèo tôi đã ấp cái sọt mèo. Tôi đã chiếm được da của mèo. Hãy chạy cho tôi á. Bóng trèo lên đó hả? Được rồi. Đợi đây. Chiếm được da của mèo. Đợi đây. À chị Panda em chiếm được da của mèo. Ui chị Panda bị đè kìa mèo. Có kìa. Ôi rồi chết là Panda rồi. Tôi thấy mà Panda bị đè. Ủa mất tiêu luôn á.
Hồi tới mày rồi mày, hồi tới mày rồi kìa, banana cái bánh đeo lên đó kìa. Sao chị dai dữ hả? Chứ sao, chị cũng hơn là ma dai nữa. Trời ơi, chết chạy. Chị á, đáng là nãy giờ chị chết cả trăm lần rồi. Chị không có được tự tốt nữa đâu. Chị đang giang. Chị á là chị bị hại biết không? Chị bị tự té. Đừng có bị hại nữa chứ. Cái bả kìa, bả đông lên, chết bả rồi. Chết bả rồi, bả trèo lên nữa kìa mèo. Bả dai như quỷ kìa. Chị làm gì chị dai dữ rồi chị Bata. Ô, chị qua may rồi, hên quá. Ủa, có đi đâu hết? Hết đâu hết? Ai à, chết tôi chưa hả? Chị Bà Đa, nãy giờ em cứu chị Bà Đa. Tôi không có cứu chị nghe, đừng có quýnh chị sắp chết mà. Không có cứu bà được cái nào hết á, đừng có xạo sự. Ai ai chị Bà Đa. Chị ác như quỷ vậy chị Bà Đa. Ai, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Mẹ ơi, chị Bà Đa. Bà Đa, bé lóc nó lên kìa. Hút, giờ tôi bỏ qua, bỏ qua đi. Bỏ qua. Ôi chân bò kìa, chân gian, chân bò, chân bò. Rồi xong. Tôi nhào tôi quánh bà luôn nè. Tôi gãy bà lại nè. Chị xuống đi. Mèo nhảy lên mèo. Rồi tôi câu quá lại rồi mèo, tôi câu quá lại rồi nè. Rồi mèo đặt lên đi mèo. Ok. Tôi câu quá lại rồi, Tôi lấy cục dây tôi bắt quá lại rồi. Chị đầm xuống. Em là cậu bé nấu kiểu đa. Đầm xuống luôn mẹ. Cố lên. Rồi là kiểu đây, kiểu đây. Em chìm rồi chị Bà Đa, tới lượt chị tới rồi chị Bà Đa, chị không dậy lên được đâu. Rồi xong. Chị lôi em lên chứ vậy, chị lôi em lên. Ê, để tôi lôi bà đi ra xa xa, bà đặt hết được nè. Ông lôi bà xuống xa xa, ông lôi bà xuống. Đó, đó, chìm, chìm mày, mày cứ bắn bà đi. Mày bắn bà đi, chờ hồi bà chìm. Chìm, 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 bóc qua lại rồi xong tôi bóc qua lại được rồi mèo ơi, bóc qua lại thôi nó chạy lên ngoài luôn, tôi đang bóc qua lại rồi chìm này, chìm bóc nè, chìm bóc gì đó không, chìm rồi, chìm rồi, chìm rồi rồi xong. Ok xong, mèo là người chiến thắng cuối cùng, bạn đến hút đã hy sinh gì mèo ơi, chị bên đâu mới ra gì để nói, chìm chìm là bà với nước không làm gì được bả, nhưng mà bé thóc là mặt mèo là mèo. Mọi người xem nha, bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Tôi móc mày lại rồi. Tiếp theo.